Em ơi, chào em. Dạ, anh cần gặp ai ạ? Dạ, cô cho tôi gặp anh Quân, giám đốc công ty đi. Dạ, anh Quân, giám đốc công ty á, đã đi công tác vào tối ngày hôm qua rồi ạ. Sao lại đi lúc nãy? Sao tắt máy rồi? Ủa, sao liên lạc với anh Quân không được vậy cô? Dạ, tại anh Quân, giám đốc công ty á, đã đi công tác nước ngoài rồi, nên không liên lạc được đâu. Thôi, có gì hai anh cứ về đi. Rồi có gì ngày mai tới nói chuyện nha. Dạ thôi được rồi. Vậy thì phiền cô nói với anh Quân á, ngày mai tôi đến đây gặp anh Quân nha. Tôi tên là Long nha. Dạ rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Long nè, có thể Long đi công tác thiệt đó. Ông Quân cũng đâu có biết là Long biết tẩy của ổng đâu, thì làm sao mà dám bỏ trốn. Ừ, cô nói cũng đúng. Không thôi, chiều nay tôi phải ở lại đây mướn khách sạn ở vài bữa đi gặp hắn mà nói chuyện với hắn. Không trả tiền thì phải ra tòa thôi. Tôi cũng không ngờ ông Quân là cái tên lừa đảo như vậy. Biết trước như vậy tôi đã không làm bạn với ổng rồi. Nè, nhưng ông thuê khách sạn làm cái gì? Tới nhà tôi ở đi. Thôi, phiền hữu lắm. Tôi ở khách sạn được rồi. Phiền cái gì mà phiền, nhà mướn của tôi rộng rãi mà. Thôi, quyết định gì đi ha. Cảm ơn hữu nhiều nha. Ừ, mình về. Long, tôi vô bệnh viện chút nha. Long đợi tôi chút, tôi ra liền. Cảm ơn. Dạ, em nghe nè anh. Sao rồi? Em mới làm giấy xuất viện cho Ly xong. Ủa mà anh Khánh gần tới chưa? Tôi đang trên đường tới. Cậu nói Ly đợi tôi chút, tầm 10 phút nữa tôi tới. Dạ, em biết rồi. Ly, anh làm thủ tục xuất viện cho em xong rồi nè. Ủa vậy hả? Nè, đây là thuốc nha, nhớ uống đầy đủ. Anh, vậy mình đi về đi ha. Khoan nè, anh Khánh đang qua đây rước em đó. Em đợi anh chút nha. Anh Khánh tới đây hả? Anh vừa xuống máy bay, nghe nói bữa nay em xuất viện, cho nên là ảnh qua đón em luôn. Cũng tội nghiệp ảnh, mấy bữa nay ảnh không có được chăm sóc em. Anh nè, thôi hai đứa mình đón taxi về đi, mình tự đi về được rồi. Bây giờ anh gọi điện á, nói anh được có tới. Ảnh sắp tới rồi, anh nói là 10 phút nữa mà, mình đợi anh chút đi. Ừ, cũng đúng. Như vậy là bây giờ anh chút được gánh nặng rồi ha. Nếu mà được chăm sóc cho em như vậy, chăm sóc hoài luôn, vậy thì càng tốt. Anh nói cái gì vậy? Bộ anh chăm sóc cho em, anh không sợ bạn gái dưới quê ghen hả? Anh quên. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Dạ. Dạ hai người đi cẩn thận nha. Xin lỗi Long nha, tôi bị cứng máy. Tôi vô phụ sếp đưa bạn gái ông xuất viện. Cái người hồi nãy là sếp của Hữu hả? Tôi là Khánh đúng không? Long quen hả? Sếp tôi đó, ổng nổi tiếng đạo hoa. Em này á chỉ là một trong số gậy ruột của ổng thôi. Còn mình là phận lính láp mà, phải nịnh sếp một chút xíu. Ông Khánh đó đang là bạn trai của Nhi mà, sao vậy được chứ? Cái người mà bác Ba Bảnh khoe á là sếp của tôi hả? Đúng rồi. Chết rồi. Vậy là ông chỉ chơi đùa Nhi qua đường thôi. Ngay từ đầu nhìn mặt hắn á là tôi đã biết điều đó rồi. Mà tôi nói với Nhi á, hắn là một tên lăng nhăng sở khanh mà Nhi có chịu nghe đâu. Mình phải báo cho Nhi biết mới được. Để tôi báo cho Nhi biết. Ê, nhưng mà không được đâu. Sao vậy? Ổng mà biết á
cho ông đuổi việc tôi á. Nếu như mà Hữu không tiện làm đúng không, để tôi làm cho. Hữu làm chung với ổng mà, chắc chắn là Hữu sẽ biết địch hẹn hò tình nhân của ổng đúng không. Hữu gọi điện thoại cho tôi sẽ dẫn Di tới. Được rồi, tôi sẽ giúp ông, nhưng mà bí mật giùm tôi nha. Biết rồi, kỳ này ông Khánh chết chắc. Chà, rồi ghê nha. Chứ sao, ấn tượng đầu tiên đối với nhà tuyển dụng mà tôi thấy bà mới sướng á, khỏi phải làm hồ sơ gì hết. Nói chứ tôi cũng chưa biết công việc như thế nào nữa. Có khi không hợp thì phải xin việc ở chỗ khác á. Hi, hi. Ra đây, lên. Nhanh lên. Để lên, anh Long kêu kìa, nhanh lên. Hôm trước tôi đã nói rõ với anh rồi. Em yên tâm đi, anh không đến làm phiền hay là quấy rầy em đâu. Anh mới phát hiện ra tình Khánh lăng nhăng, ổng đang cặp bồ với một cô gái làm chung công ty với ổng đó. Anh nói thiệt hả? Anh nói thiệt. Em đi theo anh đi, em bắt tại trận, để chỗ khỏi chối cãi được đi. Ê, khoan. Nhưng mà anh có chắc không? Lỡ mình hiểu lầm rồi sao? Trời đất ơi, anh đảm bảo với em 100%. Tin anh đi, anh đã điều tra kỹ rồi. Bây giờ phải đi mau đi, để không á, đợi họ về là không có chứng cứ đâu. Đi. Ê, nhưng mà khoan đã. Thì anh cứ từ từ, để em thay đồ đã. Nè, để lên nha. Nhanh lên. Để lên đi, nhanh lên. Anh. Hả? Bữa giờ á, anh có khỏe không anh? Anh khỏe. Thiệt không? Anh ăn tối chưa? Ăn chiều chưa? Uống cà phê chưa? Xong trả lời. Chờ ly nữa. Dạ, em đi lấy nước liền cho anh nha. Dạ, em đi liền, em đi liền. Em sao vậy? Suốt buổi không có nói gì với anh hết, bộ giận anh hả? Dạ đâu có, tại vì em vẫn chưa khỏe hẳn thôi à. Anh xin lỗi, em bị bệnh như vậy mà anh không có ở bên cạnh để chăm sóc cho em. Em cũng bị nhẹ thôi à. Với lại anh đang đi công tác, làm sao em trách anh được. Đợi em khỏe hẳn, đầu tháng sau mình đi du lịch ha. Dạ. Đưa đây. Đi. Đó. Anh Khánh, anh lừa em hả? Sao anh nói là anh chỉ yêu của mình em mà? Cô này chính là bạn gái của ông đó. Anh Khánh, vậy là sao? Cô này là ai vậy? Em nghe anh giải thích đã. Đây là bạn gái của ông Khánh. Ông bắt cá hai tay, ông lừa gạt hai cô đó. Thì ra từ đó tới bây giờ anh chưa hề thay đổi. Gì? Buông ra. Ly. Anh Khánh, em yêu anh như vậy mà anh nỡ lừa dối em, anh thiệt là quá đáng. Em không muốn gặp anh nữa. Nhi, Nhi. Vì cái gì Nhi? Ông phải tránh xa Nhi ra. Đồ sở khanh. Dám chơi tao hả? Em đừng có buồn nữa. Cái tên Sở Khanh đó không đáng để cho em khóc như vậy đâu. Em không ngờ là anh Khánh lại lừa em. Em yêu anh như vậy mà. Từ đầu anh đã nói với em rồi, những người như tên Khánh đó thì lăng nhăng lắm, em có chịu nghe anh đâu. Em cảm ơn anh. Em đối với anh tệ vậy mà anh còn giúp em. Có gì đâu, đây là việc anh nên làm mà. Em đừng có buồn nữa, vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi, quên hết mọi buồn phiền này đi. Và tống khứ luôn cái tên Sở Khanh đó ra khỏi đầu em đi. Mà sao anh biết được anh Khánh quen với cô kia? Anh theo dõi ảnh hả? Trời đất ơi, anh làm gì có thời gian theo dõi tên đó chứ. Tình cờ là anh đi chung với thằng Hữu. Lúc đó Hữu vô bệnh viện để rước cô đó xuất viện về cùng với ông Khánh. Hữu nói là hai người họ quen nhau cũng lâu rồi. Cô đó tên là Ly, là thư ký của tổng giám đốc trong công ty của nó. Vậy hả anh? Lúc đó thằng Hữu cũng thực sự bất ngờ khi biết là ông Khánh đang quen với em. Nhưng mà thằng Hữu thì không tiện vạch mặt ông Khánh. Dù gì á, tên đó cũng là sếp của Hữu mà, cho nên anh phải đứng ra. Cũng may là có hai anh. Em cảm ơn hai anh nhiều nha. Cảm ơn gì mà cảm ơn. Thôi, em vô nghỉ đi. Nếu như mà ông có làm phiền hay là níu kéo em á,
thì em cứ việc gọi điện thoại cho anh, anh vẫn dùng số cũ đó. Dạ, anh cứ về trước đi, em muốn ngồi đây một chút. Còn không đó. Em không sao mà. Nếu không sao á thì anh về, ngồi đây một tí thôi nha. Dạ. Anh về nha. Nếu như có tin gì cứ báo liền cho chú nghe. Dạ, dạ chú yên tâm. Ừ. Dạ. À, chào anh. Thưa cậu, con mới về. Ờ, con. Ủa, cậu có khách hả? Ờ, đây là Khải, thám tử cậu nhờ đi tìm thằng Duy đó con. Còn đây là dạ. Khánh, cháu của chú. Thưa chú, về. Con về. Chào anh. Đó là thám tử công ty nào vậy? Khải nó làm tự do, nhưng rất có năng lực. Hơn hẳn những công ty thám tử mà cậu từng ký hợp đồng. Khải đã điều tra ra được tên thật và quê quán của bà Lài rồi. Thiệt hả cậu? Ờ, bà ta tên thật là Bé Chính, quê ở Mang Thít, Vĩnh Long. Cả chục năm nay sang Campuchia làm ăn. Khải cũng đã có địa chỉ bên đó của bà rồi. Hy vọng sẽ tìm được bà ấy. Vậy thì tốt quá rồi. Con cũng hy vọng là sớm tìm được em Duy. Thôi, cậu vô phòng. Dạ. Về rồi hả? Ừ. Ăn uống gì chưa? Khỏi ăn. Như vậy là thành công tốt đẹp. Vậy là cái bản mặt sở khanh của tên Khánh đó đã được Nhi nhìn thấy rồi. Ngay cả bạn gái của ổng luôn. Chúc mừng Long nha. Nhờ Long á mà Nhi mới biết được bộ mặt thật của anh Khánh. Long, như vậy là Long có cơ hội làm lành với Nhi đó. Hey, thật ra tôi làm vậy á chỉ muốn Nhi không bị ông ta lừa thôi, chứ không phải là muốn hạ tình địch gì đâu. Muốn hộ gì á Nhi có thích tôi đâu, trước khi ông Khánh xuất hiện nữa mà. Nè, biết đâu sau chuyện lần này á thì Nhi sẽ thấy được điểm tốt ở Long. Có cơ hội á thì cứ cố gắng lên. Anh xui. Anh nghe nè Ngân. Anh ngủ ơi, anh Long điện về nói ảnh ngủ nhà anh hả? Ừ, Long đang ngồi kế bên anh nè. Muốn nói chuyện với Long không? Dạ thôi, tại em hỏi cho mẹ ảnh có phải như vậy không? Để chị đỡ lo thôi mà. Thôi nha. Rồi rồi. Ngân hỏi tôi á, có phải là Long ngủ nhà tôi không? Để cho dì Tư yên tâm. Cái con nhỏ này đó, giống như mấy ông quan thái giám á, tối ngày cứ làm tay sai cho mẹ tôi. Ông mày làm quá à. Tính Ngân rất là thiệt thà. Đôi lúc hơi bướng bỉnh chút thôi, mà sao tôi thấy á, Long có vẻ không thích Ngân. Hai người có hiểu lầm gì hả? Đâu có gì. Tại tự nhiên tôi thấy mặn mặt nhỏ đó tôi thấy ghét. À, hình như nhỏ đó với Hữu cặp bồ với nhau hả? Đúng vậy. Tụi tôi từ nhỏ đến lớn á, lớn lên bên nhau, nên tình cảm thân thiết vậy thôi. Với lại hai nhà lại thân nhau, nên cứ gán ghép hai đứa. Ủa, vậy sao hôm trước tôi hỏi nó, nó nói Hữu là người yêu của nó? Ngân chọc ông đó. Ngân thì có tình cảm với tôi, nhưng tôi coi Ngân như là em gái thôi. Thấy chưa, tính của nó ai mà thích ai mà ưa. Thôi tôi đi ngủ nha, ngày mai còn phải tới công ty gặp tình quân đó nữa. Ừ, đi nha. Sao đóng cửa rồi? Giờ này chưa mở cửa ta. Tôi thấy có điều gì đó không ổn rồi. Long, ông thử gọi điện thoại cho ông Quân coi. Ừ. Tắt máy rồi, gì kỳ vậy? Cô ơi, ừ, cô cho con hỏi đi con. Tại sao công ty Nam Quân này đóng cửa vậy cô? À,
Công ty này đóng cửa từ sáng tới giờ rồi. Hồi nãy còn có mấy người tới đòi nợ mà họ không có thấy ai nên bỏ về rồi. Nghe đâu họ tuyên bố là dỡ nợ rồi. Giám đốc thì ông cũng bỏ trốn luôn. Mấy đứa nhân viên thì cũng nghỉ từ hôm qua tới giờ rồi. Vậy hả cô? Ừ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Ừ. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi Hữu ơi. Vậy là ông Quân bỏ trốn thiệt rồi. Bây giờ mình tính sao Long? Tức thiệt mà. Hôm qua tôi đã nghi rồi. Làm gì mà có sự trùng hợp đến như vậy? Để tôi gọi điện thoại về báo cho Lòi Gốm, rồi sẽ đi trình báo công an. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, chứ biết sao giờ. Tôi biết rồi, để tôi nói lại với mọi người nha. Thằng Long nó nói sao Ngân? Chết rồi, chú Sáu ơi, anh Tình. Ông Quân ông dở nợ, bây giờ ông trốn mất rồi. Bây giờ anh Long mới lên công an để trình báo nè. Anh Tình, bây giờ em với anh chạy qua mấy cái lò gốm gần đây để thông báo, để người ta biết đường mà người ta lo liệu nữa. Chú Sáu ơi, con nhờ chú nói với mấy anh em trong lò, bắt đầu từ ngày mai mình tạm nghỉ nha chú. Chờ anh Long ảnh tìm cách giải quyết coi sao. Thôi rồi, lại thất nghiệp nữa. Thôi được rồi, để chú thông báo cho mọi người cho. Dạ. Anh Tình, mình đi lẹ đi anh Tình. Con đi chú Sáu, con đi. Đúng là nghèo mà còn mắc cái eo nữa. Không biết làng gốm sẽ ra sao. Anh hai. Ờ. Anh tranh thủ đốt lò để kịp giao hàng cho người ta đó nha. Ờ, tôi biết rồi. Chú Hai ơi. Chú Hai ơi, có chuyện rồi chú Hai ơi. Qua có chuyện gì đây? Tính hăm dọa gì đó phải không? Dạ không có. Con báo cho chú một tin quan trọng. Cái công ty Nam Quân đó lừa đảo lấy hàng của chú, bây giờ bỏ trốn dở nợ rồi chú ơi. Cô đừng có lừa tôi nha. Tính phao tin đồn bậy để tôi sợ, không làm gớm cho công ty Nam Quân chứ gì. Để lò mấy người hốt hết hưởng lợi phải không? Dạ không phải gì đâu chú. Chú tin lời con nói đi. Bây giờ anh Long anh đang trên thành phố đó. Anh mới gọi điện về báo. Bây giờ lò của con cũng ngưng hoạt động rồi đó chú. Chú không tin con hả? Chú điện cho ông Quân đó thử đi. Điện. Trời ơi, sao không điện được vậy trời? Không điện được là đúng rồi đó chú. Ông Quân đóng khóa máy rồi. Cả công ty trên đó đóng cửa. Bây giờ ông trốn nợ mất tiêu rồi. Anh Long cũng không kiếm ra được ổng. Bây giờ đang báo công an đó chú. Trời ơi, vậy tiền nó thiếu của tôi, rồi ba cái gốm chuẩn bị nung để giao hàng cho nó. Trời ơi, cả mấy trăm triệu của tôi. Trời ơi, trời, tính sao đó trời. Chú Hai bị sao vậy chú Hai? Chú Hai ơi. Còn tới đây làm gì nữa? Anh xin lỗi. Anh chỉ là nhất thời anh sao lòng thôi. Cho anh cơ hội nha. Anh Khánh, em biết Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh nghĩ là bây giờ em còn tin anh được nữa hả? Chuyện giữa hai đứa mình tới đây là kết thúc rồi. Anh đi về đi. Em. Anh đi về đi, em không muốn anh gặp mặt anh nữa. Anh đi về đi. Anh Khánh. Anh đi về đi. Lý. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi ảnh thì biết. Lý. Có chuyện gì vậy anh Khánh? Thằng khốn Long, không biết tại sao nó biết tôi quen với cô Ly. Hôm qua đi ăn nhà hàng với cô Ly, nó còn dắt con Nhi tới nữa kìa. Vậy là có thể nó cho người theo dõi anh đó. Tại vì trước đây nó có hỏi em là có biết công ty thám tử nào không giới thiệu cho nó. Nó theo đuổi Nhi mấy năm nay rồi, dễ gì mà nó chịu bỏ cuộc. Cái thằng khốn này, hôm bữa đánh nó như vậy quá nhẹ mà. Anh Khánh, hay là anh chịu khó kiên trì năn nỉ đi, biết đâu Ly sẽ tha thứ. Tại sao phải quỳ Ly? Không có con Ly thì có con khác.
anh Khánh đi. Anh nói anh Khánh á là vô nói chuyện với em. Nhưng anh nói không cần nữa, thôi bỏ đi. Anh không ngờ anh Khánh là chỉ chơi đùa với em thôi. Biết vậy, hồi đó anh không có giúp anh Khánh theo đuổi em đâu. Anh xin lỗi em nha. Thật ra không phải lỗi của anh, đó là do em. Rõ ràng là em biết bản chất của anh Khánh là như vậy, nhưng mà em vẫn muốn thử. Em vẫn cho ảnh cơ hội và chấp nhận làm bạn gái của ảnh. Là do anh. Vì anh từ chối em, lại gán ghép em với anh Khánh nữa, cho nên em mới quyết định quen với anh Khánh, đúng không? Đúng, đúng là em rất giận anh. Bởi vậy em mới quyết định quen với anh Khánh. Anh xin lỗi. Thực ra anh không có bạn gái nào hết. Anh chỉ gạt em thôi. Nhưng mà tại sao anh lại nói như vậy? Là do anh thấy anh không bằng anh Khánh. Anh càng không xứng với em. Anh nghĩ nếu em quen với anh Khánh sẽ tốt hơn cho em, nên anh mới... Anh khổ quá à. Anh Khánh á, ngoài gia thế ra thì có gì hơn anh đâu. Em có biết là lúc thấy em đi với anh Khánh, anh đau lòng lắm. Lúc đó anh đã phát hiện ra mình đã yêu em rất nhiều, nhưng mà phải cố kìm nén lại. Anh yêu em thiệt hả? Ly à, em có còn yêu anh không? Tất nhiên là còn rồi. Anh biết không, chỉ vì em nghĩ là anh đã có người yêu rồi, cho nên em mới cố quên anh thôi à. Vậy tụi mình sẽ bắt đầu một chặng đường mới được không? Em làm bạn gái anh nha. Ừ. Thank you.